trong khuôn khổ Festival Nghề Truyền thống Huế 2023. Mới đây tại Công viên Tứ Tượng, thành phố Huế đã diễn ra lễ tế tổ Bách Nghệ và lễ rước tôn vinh nghệ nhân làng nghề truyền thống. Lễ tế tổ Bách Nghệ được tổ chức với các nghi thức truyền thống trang trọng trước sự chứng kiến của đông đảo các nghệ nhân đến từ 69 làng nghề trong cả nước. Ngay sau nghi thức lễ tế tổ Bách Nghệ là lễ rước tôn vinh nghệ nhân làng nghề truyền thống với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân trong các trang phục truyền thống đầy màu sắc với đầy đủ kiểu tổ nghề, đội nhạc, bát âm, chiên trống, cơ lộng, lân rồng. Lễ rước đã thu hút đông đảo người dân cố đô Huế và du khách đến tham dự và hưởng ứng. Những nơi đoàn rước đi qua, không khí cũng trở nên rộn ràng và sắc màu hơn. Lễ tế tổ Bách Nghệ và lễ rước tôn vinh nghệ nhân làng nghề truyền thống là một trong những hoạt động chính của Festival Nghề Truyền thống Huế 2023 nhằm tri ân và tôn vinh các giá trị nghề thủ công truyền thống Việt Nam, tôn vinh và ghi nhớ công lao của tiền nhân, vinh danh các làng nghề, các thế hệ nghệ nhân, đồng thời gìn giữ và phát triển nghề truyền thống, cầu mong sản xuất bình an, may mắn,